Chào thầy cô. Để mình xuất báo cáo điểm danh á, thì đầu tiên chúng ta vào lịch học trực tuyến, sau đó chọn dạy học. Tiếp tục chúng ta tìm cái lớp mà chúng ta cần điểm danh. Ở đây có thể chúng ta sẽ di chuyển cái mốc thời gian để phù hợp. Sau khi chọn mốc thời gian thì chúng ta tìm cái lớp mà chúng ta cần xuất báo cáo. Ví dụ như đây em chọn một cái lớp họp phụ huynh ngày 19 tháng 9. Sau khi chọn lớp thì chúng ta sẽ thấy có hai thẻ. Thẻ là thông tin lớp học và thẻ học sinh. Thầy cô vào thẻ học sinh. Danh sách học sinh tham gia sẽ hiện bên dưới. Ở đây thầy cô sẽ chọn cái ngày cần điểm danh. Ta chọn ví dụ như ngày 19 tháng 9. Nhấn vào lọc. Vậy thì lúc này sẽ hiện ra danh sách những học sinh tham gia vào ngày 19 tháng 9. Lúc này chúng ta nhấn vào export và xuất ra cái file Excel. Đây là cái file chứa thông tin điểm danh của học sinh vào buổi học đó. Sau khi tải về xong thì thầy cô sẽ nhận được một cái bảng Excel. Trong đó nó gồm có các thông tin: họ tên học sinh, số điện thoại, rồi ngày giờ đăng nhập, ngày giờ thoát ra và tổng thời gian tham gia lớp học. Cảm ơn quý thầy cô.